cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, 77 tuổi, hôm 30 tháng 10 đánh bại đối thủ Jair Bolsonaro trong cuộc bầu cử, trở thành lãnh đạo tương lai của đất nước. Ông Lula dự kiến nhậm chức vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Chiến thắng của ông báo hiệu sự thay đổi cục diện chính trị ở quốc gia lớn nhất Mỹ Latin, kết thúc 4 năm cầm quyền của chính phủ cực hữu Jair Bolsonaro, trong đó nổi bật là quan điểm ngoại giao của Brazil với các nước lớn. Trước đó, trong bài phát biểu tái tranh cử, cho rằng ông Zelensky, Biden và các lãnh đạo EU phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tôi thấy Tổng thống Ukraine phát biểu trên truyền hình và được vỗ tay khen ngợi, được tất cả các nghị sĩ châu Âu hoan nghênh nhiệt liệt. Ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm giống ông Putin về cuộc xung đột này. Các nhà lãnh đạo phương Tây tỏ ra vô trách nhiệm khi tung hô Zelensky bởi chính họ đang cổ vũ xung đột thay vì tập trung tổ chức các cuộc đàm phán kín để chấm dứt giao tranh. Bình luận của Lula có thể khiến Mỹ và châu Âu nhíu mày bởi họ đang hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tung ra nhiều gói trừng phạt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24 tháng 2. Lula cho rằng ông Zelensky đáng lẽ phải nhượng bộ Nga khi Moscow phản đối Ukraine gia nhập NATO và tổ chức đàm phán với ông Putin để tránh xung đột. Cựu Tổng thống cánh tả nhận định Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã không cố hết sức để đàm phán với Nga trước khi Moscow phát động chiến dịch. Mỹ là nước có ảnh hưởng chính trị lớn mà ông Biden lẽ ra có thể tránh được xung đột, chứ không phải kích động nó. Ông Biden đáng lẽ nên đáp máy bay sang Moscow để đàm phán với Putin. Đây là cách hành xử mà người ta trông chờ ở một nhà lãnh đạo. Ông Putin đáng lẽ không nên đưa quân vào Ukraine, nhưng không chỉ Putin mà Mỹ và châu Âu cũng phải chịu trách nhiệm, Lula nói. Ông Lula đã đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế trong suốt hai nhiệm kỳ tổng thống năm 2003-2010 và đã xây dựng được vị thế ngoại giao của Brazil. Ông tự nhận mình là người Bắc Cầu, duy trì quan hệ thân thiện với những người đồng cấp khác quan điểm như cựu Tổng thống Mỹ George Bush, cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hay cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.